Võ Thị Thu thôi, đang cảm thấy tự hào cùng ẩm thực kế chung. Chân thành cảm ơn MTV người con xứ Quảng đã ủng hộ 2 tạ 19 kg thịt heo. Phụ nữ, xã Tiên An khoảng 900 kg hàng đủ loại và anh em bạn bè cùng nhau đóng góp. Đức Anh 500, Hồ Tâm 200, Luận Vương 100, Bích Ngọc 200, Mỹ Dung Thị Võ 200. Cảm ơn bé Hà, Minh Nghĩa, Minh Nguyện. Cảm ơn chị Xuân đi cùng em cả buổi trưa xin củ quả. Anh chị ở chợ Tiên Phước ủng hộ tổng hợp các loại củ quả, cơm chùa kết nối. Cảm ơn rất nhiều và cảm ơn anh chồng. Quên sao được, ơi tiếng gọi đò đưa. Giờ tan học, bên sông mẹ ngồi đón. Võ Thị Thu thôi, đang cảm thấy tự hào cùng ẩm thực kế chung. Chân thành cảm ơn MTQ người con xứ Quảng đã ủng hộ 2 tạ 19 kg thịt heo. Phụ nữ, xã Tiên An khoảng 900 kg hàng đủ loại và anh em bạn bè cùng nhau đóng góp. Đức Anh 500, Hồ Tâm 200, Luận Vương 100, Bích Ngọc 200, Mỹ Dung Thị Võ 200. Cảm ơn bé Hà, Minh Nghĩa, Minh Nguyện. Cảm ơn chị Xuân đi cùng em cả buổi trưa xin củ quả. Anh chị ở chợ Tiên Phước ủng hộ tổng hợp các loại củ quả, cơm chùa kết nối. Cảm ơn rất nhiều và cảm ơn anh chồng. Trẻ mụn đồng, chơi trận giá say xưa. Xa quê hương, để tim mình đau nhói. Ở giữa Hà Thành, không với nỗi nhớ. Chiều buồn cuộc xóm quê yêu thời Đồng Áng quê mình thơm dạ mới nghe đi đùng dạ con.